Tiếp tục câu chuyện liên quan đến vaccine Quinvasem mà chúng tôi đã thông tin liên tục trong những ngày vừa qua. Sau nhiều vụ trẻ tử vong sau tiêm thì Bộ Y tế vẫn khẳng định là vaccine Quinvasem an toàn. Tuy nhiên đằng sau tuyên bố này thì vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, như là tại sao đã khám sàng lọc mà trẻ vẫn phản ứng nặng sau tiêm, hay là vaccine dịch vụ thì có an toàn hơn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hay không. Tìm hiểu sau đây của phóng viên VTC14. Được khám sàng lọc trước tiêm, được kết luận có đầy đủ điều kiện sức khỏe để tiêm. Thế nhưng, con gái chị Hoàng Thị Ngân ở Tứ Kỳ, Hải Dương đang khỏe mạnh, lại tử vong sau 2 ngày tiêm loại vaccine này. Trước khi tiêm thì cháu khỏe mạnh, dạ, khỏe mạnh và có khám sàng lọc trước tiêm. Tiêm xong thì cháu có những biểu hiện như thế thì gia đình đưa xuống dưới bệnh viện. Không chỉ chị Ngân có nỗi đau mất con, mà đó cũng là nỗi đau của những người cha người mẹ ở Đắk Lắk, ở Nghệ An, ở Đồng Tháp. Con của họ đều tử vong sau tiêm Quinvasem. Các chuyên gia y tế lý giải, sở dĩ nhiều trẻ phản ứng nặng sau tiêm loại vaccine trên là do trẻ đã có sẵn trong mình bệnh lý nào đó. Nói về vaccine Quinvasem hoặc là các vaccine khác nói chung thì cũng có những cái tỷ lệ nhất định gây ra những cái phản ứng sau tiêm. Hoặc là những phản ứng nặng như là bạn vừa nói thì có thể là sốc phản vệ hoặc là một số những cái phản ứng nặng khác. Thì cái điều kiện mà có thể xảy ra sốc phản vệ thì cũng có thể là do cơ địa của cháu bé nó không phù hợp với một số cái kháng nguyên của vaccine. Khác với vaccine 6 trong 1, sử dụng kháng nguyên ho gà vô bào và đang được sử dụng tại các phòng tiêm dịch vụ với giá gần 1 triệu đồng, thì vaccine Quinvasem chứa kháng nguyên ho gà toàn tế bào và có giá rẻ hơn. Được biết, loại kháng nguyên này gây phản ứng sau tiêm cao hơn những loại khác. Quinvasem có 5 loại kháng nguyên và trong đó thì có cái vaccine cái kháng nguyên ho gà toàn tế bào. Thì vaccine ho gà toàn tế bào thì có cái gây đáp ứng miễn dịch tốt, tuy nhiên có cái phản ứng sau tiêm mà chúng ta thường gặp là có thể gây sốt hoặc là đau ở cái nút tiêm và gây đỏ vết tiêm. Đây là những cái phản ứng mà thường gặp khi mà tiêm các loại vaccine. Tuy nhiên đối với cái vaccine có chứa thành phần ho gà toàn tế bào thì cái khả năng gây sốt có thể là nhiều hơn so với các loại vaccine khác. Quinvasem do Hàn Quốc sản xuất và được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam từ tháng 6 năm 2010 theo diện viện trợ. Mỗi năm có hàng triệu liều được tiêm cho trẻ và theo ngành y tế, cũng bởi vậy mà số ca phản ứng nặng sau tiêm Quinvasem cao hơn những loại vaccine khác. Theo Cục Y tế Dự phòng, trẻ từ 2 đến 4 tháng tuổi có thể gặp hội chứng đột tử không thể lý giải nguyên nhân. Hội chứng này có thể trùng với thời điểm trẻ tiêm chủng. Không phải không có những cơ sở khoa học để lý giải, nhưng rõ ràng việc liên tiếp có những cái chết của trẻ liên quan đến một loại vaccine đã khiến cho Quinvasem vẫn đang là nỗi sợ hãi của rất nhiều gia đình.